Sáng nay tại trụ sở cơ quan của Quốc hội đã diễn ra cuộc họp góp ý vào dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi do câu lạc bộ cựu đại biểu Quốc hội tổ chức. Cuộc họp đã ghi nhận nhiều ý kiến quan tâm đến những nội dung lớn của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi luật bảo hiểm xã hội phải đảm bảo tinh thần nghị quyết 28 của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các ý kiến cho rằng luật sửa đổi phải khắc phục được những khoảng trống của pháp luật hiện hành, bảo đảm bình đẳng giới và phân biệt đối xử, thu hẹp khoảng cách lương hưu giữa nam và nữ, bảo vệ quyền thai sản của lao động nữ. Thiết kế luật bảo đảm thống nhất quản lý chung cho cả lương hưu bảo hiểm xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội và hưu trí bổ sung. Các ý kiến cũng cho rằng xu hướng tất yếu để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, tiến tới bao phủ toàn dân là phải loại bỏ rào cản pháp lý và đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực hiện bảo hiểm xã hội số. Mở rộng quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho các nhóm lao động có khả năng tham gia nhưng hiện không được bao phủ. Bên cạnh đó, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng và cân nhắc các đề xuất chính sách với những phương án cụ thể, nên quy định đầy đủ các vấn đề vào luật và hạn chế việc giao chính phủ quy định chi tiết. Cần tổng kết để tìm rõ nguyên nhân người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần để xây dựng chính sách phù hợp nhất, tạo được niềm tin của người lao động đối với bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, cần bảo đảm tính ổn định của chính sách để nâng cao chất lượng tuổi thọ của luật.